xuất thân là một chàng trai từ vùng núi Tây Nguyên Đắk Lắk. Anh Lê Sa bắt đầu lập nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2005. Sau 9 năm trải nghiệm và làm việc, đến năm 2014, anh bắt đầu thành lập công ty chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ thông minh, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật số Lê Sa, Lê Sa Digital. Đến nay, doanh nghiệp đã có hơn 10.000 khách hàng tin dùng sản phẩm cùng hệ thống 18 chi nhánh trên cả nước. Qua đó góp phần tạo nên một thị trường ứng dụng công nghệ sôi động và cũng là đòn bẩy giúp doanh nghiệp phát triển và thâu tóm thị trường này tại Việt Nam. Bên cạnh đó, với khả năng đa ngôn ngữ như Anh, Nhật, Trung đã giúp anh dễ dàng tiếp cận và chinh phục văn hóa nước bạn, trở thành người đầu tiên chinh phục thành công 50 tiểu bang của nước Mỹ chỉ trong 80 ngày. Minh Phương rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những hình ảnh trong một đoạn video clip ngắn của chương trình. Và chắc hẳn là quý vị đang rất tò mò về nhân vật ngày hôm nay đúng không ạ? Anh được biết đến như một CEO rất cá tính và bản lĩnh, người đã dẫn dắt doanh nghiệp của mình từ con số 0 trở thành đơn vị phân phối thiết bị nhà thông minh, uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và xin giới thiệu đến quý vị anh Lê Sa, giám đốc điều hành công ty Lê Sa Digital. Mình vẫn rất là thắc mắc một cái chi tiết trong đoạn hình ảnh vừa rồi, đó chính là anh đã có cơ hội chinh phục 50 tiểu bang tại đất nước Mỹ. Và cái điều thú vị hơn đó chính là anh đã tự lái xe xuyên suốt cuộc hành trình dài hơn 80 ngày này. Thế thì anh có thể chia sẻ một chút về cuộc hành trình này không ạ? Mình tới Mỹ thì qua một cái chuyến công tác theo lời mời của hãng Fair System. Thì thật sự ra hầu như người Việt Nam mình ai cũng mơ ước được một lần đặt chân tới Mỹ hết. Thì để chinh phục 50 tiểu bang này mình cũng vậy. Trong cái cuộc hành trình lái xe 50 tiểu bang này thì gặp rất là nhiều khó khăn. Có rất là nhiều tiểu bang hoặc mình phải tự lái một mình. Thì khi đó thì mình mới nảy ra ý kiến là tại sao mình không mời những người bạn, mình không bắt booking khách sạn, mình mời những cái người mà cũng đi du lịch, đi chung tour với mình luôn. Thì cũng có những tiểu bang thì mình cũng mời được người Nhật, mời được người Việt thì cũng đi chung với mình. Thì có những cái chặng đường rất là khó khăn mà bị lạc vô trong rừng. Nhiều lúc mình còn tưởng chừng là không có thể đi ra được á, phải mất hết toàn bộ tín hiệu vệ tinh luôn. Nhưng mà may mắn là không có sao hết. Có những lúc mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc luôn. Tại vì suốt ngày chỉ có biết lái xe. Một ngày mình bỏ thời gian nó khoảng 12 tiếng để lái xe. Xong rồi tới khách sạn, xong rồi ăn uống. Trong cái thời gian ăn uống mình sẽ lên cái lịch trình cho ngày mai để đi tới cái nơi nào. Để có thể mà diễn tả hết những cái trải nghiệm trong cuộc hành trình 80 ngày vừa qua thì chắc để nói bằng lời thì rất là khó đúng không anh? Tuy nhiên một chi tiết Minh Phương rất là thích đó khi là anh nói nếu mà đi một mình thì rất là chán, cho nên anh nghĩ ra cái cách là sẽ rủ những cái người bạn mà anh gặp ở trên đường đi cùng với mình. Thế thì Minh Phương tin chắc rằng không đơn thuần chỉ là một cuộc chinh phục bản thân, chinh phục đất nước Mỹ, và song song đó anh còn rút ra được cho mình những cái triết lý, những cái bài học có thể nào áp dụng vào kinh doanh hay không ạ? Thì nói chung là nước Mỹ làm cái gì cũng chuyên nghiệp hết rồi, và nước Mỹ làm cái gì cũng theo chuỗi hết. Ví dụ như là mình đang ở trong một tiểu bang, mình đăng ký một cái dịch vụ gym đi để rèn luyện thân thể, thì đi bất cứ cái thành phố nào bên nước Mỹ cũng có cái dịch vụ gym đó, mà mình chỉ cần đăng ký một thành viên ở một chỗ thôi, mình có thể sử dụng dịch vụ toàn bộ nước Mỹ. Thì tất cả các chuỗi của họ làm y như vậy luôn, để cho khách hàng người ta khi mà trở thành thành viên, người ta đi vô cái dịch vụ á, người ta không có bị bỡ ngỡ là cái phòng này nằm bên nào. Sự rất là chuyên nghiệp của Mỹ để áp dụng được cái, thì tất nhiên là mình cũng muốn về Việt Nam mình áp dụng, mình muốn phát triển cái công ty của mình cũng theo hướng như vậy. Rất là nhiều chuỗi ở xung quanh Việt Nam mình. Hiện tại thì đã được 18 chi nhánh ở toàn Việt Nam. Thêm một điều rất thú vị nữa mà Minh Phương được biết về anh Lê Sa thưa quý vị, đó chính là anh là một người rất đam mê một bộ môn thể thao, đó chính là biểu diễn mô tô. Có đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về cái sở thích rất đặc biệt này của mình. Trong mô tô nó có rất là nhiều skill. Mỗi cái skill nó rất là khó để mà thực hiện. Nó giống như trong kinh doanh vậy đó. Nó rất là sợ. Ví dụ chạy xe mà wheelie lên thì cảm giác nó an toàn. Nếu mà so với những người mà họ chưa biết, họ cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng mà ngày nào mình cũng luyện tập với nó thì mình cảm thấy nó bình thường. Và với mình thì cái gì khó, cái skill nào khó thì tất mình vượt qua được nó thì mới gọi là thành công. Thế thì là một người yêu thích cái sự mạo hiểm, không biết trong công việc anh có phải là người dám đương đầu với mạo hiểm và chấp nhận những rủi ro hay không thưa anh? Tất nhiên, tại vì cũng giống như mô tô vậy đó. Nó cũng có mạo hiểm, trong công việc mình cũng có mạo hiểm. Nhưng mà mình có một cái mục tiêu và một cái ý chí trong đầu cái nào. Là một cái câu nói hồi xưa người sếp cũ của mình nói cho mình biết, là cái câu khổ trẻ chớ lo. Chỉ có sợ là mình mất ý chí thôi. Mình có được ý tưởng, mình thực hiện nó. Như bây giờ giống như cái câu chuyện mô tô đi.
nếu mà không trẻ không thực hiện được thì về già sao mà lái, đúng không? Thì nó cái công việc kinh doanh cũng vậy, mình nghĩ là mình cứ làm. Qua những cái chia sẻ cũng như là những cuộc trải nghiệm rất thú vị về hành trình của anh Lê Sa cũng như là sở thích riêng của mình, thì để giúp cho Minh Phương cũng như là quý vị khán giả hiểu hơn về cái sự cá tính của nhân vật ngày hôm nay mà chúng ta đang cùng trò chuyện. Thưa anh, Minh Phương được biết Lê Sa Digital là một trong những doanh nghiệp được nhiều người biết đến trong lĩnh vực nhà thông minh. Thế thì trước đây anh đã có thử sức qua những lĩnh vực nào và có những khó khăn gì? Anh có thể chia sẻ với khán giả được không ạ? Mình vô đây năm 2005 và công việc đầu hồi đó là học công nghệ thông tin ra, đó là làm thợ photoshop làm đồ họa ở ngoài quận 1 ở ngay đường Nguyễn Huệ. Hồi đó bỏ thời gian ra làm rất là nhiều, một ngày có thể làm tới 19 tiếng và xe cũng không có, một ngày phải bỏ ra 1 tiếng rưỡi đi bộ ra bắt xe buýt từ Gò Gấp đi lên quận 1 làm, xong rồi buổi chiều cũng dậy. Là một ngày mình phải bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để dịch vụ đi lại á. Sau đó là cái công nghệ cà phê, công nghệ HD mới ra đời. Hồi đó là YouTube chưa có HD đâu. Thì lên mạng kiếm cái chuẩn phim để mà coi được đẹp trên cái màn hình TV á, nó rất là khó. Và cuối cùng mình kiếm ra được một cái chuẩn HD. Lúc đó mình cảm thấy có một cái ý tưởng của tại bây giờ cái chuẩn HD này nó mới thành ra tình như vậy, thì tại sao mình không mở cà phê HD? Thì cái cơ hội nó tới. Thật mình cũng là người đầu tiên Việt Nam mở cái quán đó luôn. Cà phê HD, đúng rồi, có một khoảng thời gian cách đây khoảng 5 năm về trước đúng không anh? Là ở Việt Nam rất rộ lên phong trào mở cà phê HD đúng không ạ? Dạ. Thật sự ra vốn liếng cũng không có, mượn bạn bè, nhưng mà chưa có dám thực hiện ước mơ đâu. Lúc đó còn nhớ là khoảng thời gian đó khoảng có 500 triệu trong người thôi. Là làm dành dụm rồi ba mẹ cho thêm một ít. Hồi đó có một cái cửa hàng ở ngay đường Nguyễn Thông và Võ Thị Sáu, chỗ đó hình như cho thuê 100 triệu một tháng. Mà vốn có 500 triệu phải dám chạy vô đó thuê. Mà suốt ngày cứ năn nỉ bà chủ nhà nói là cho con thuê một ra một tháng thôi, thất bại một tháng con dọn được. Minh Phương được biết với xuất phát điểm của anh Lê Sa đó là ngành công nghệ thông tin. Thế thì anh có nghĩ rằng điều này đã giúp cho anh rất nhiều khi định hướng phát triển theo lĩnh vực công nghệ số thông minh, thiết bị nhà ở hay không ạ? Thì đúng. Thì hồi xưa là mình học công nghệ thông tin ra. Và thật sự là khi nào cũng, khi mà mở quán cà phê HD á, khách hàng họ tới, nhiều người họ, mỗi người họ có một cái kỹ năng riêng và họ tìm hiểu một cái công nghệ riêng và họ chia sẻ với mình để mình đúc kết lại, mình định hướng đi theo công ty, mình đi theo hướng công nghệ nhà thông minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật số Lê Sa, Lê Sa Digital được thành lập từ năm 2014. Với thế mạnh về tư duy công nghệ cùng với đội ngũ nhân viên là những chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ số, Lê Sa Digital đã trở thành đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam cho thương hiệu 5A của hãng 5A System đến từ Hoa Kỳ, công ty hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu sản xuất dòng sản phẩm công nghệ thông minh. Anh có thể chia sẻ cho Minh Phương cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình được biết lý do vì sao công ty của mình lại lựa chọn các sản phẩm đến từ thương hiệu 5A System để phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam hay không ạ? Theo như các bạn cũng biết, để mà sử dụng một cái sản phẩm hiện tại bây giờ thì đều phải có một cái phần mềm riêng để điều khiển cái sản phẩm đó. Ví dụ như là các bạn mua camera thì các bạn phải có một cái phần mềm để điều khiển camera riêng. Thì cái đó rất là bất tiện. Thì cái vấn đề mà mình lựa chọn cái sản phẩm của 5A System để mà phân phối ở Việt Nam thì nó rất là tiện lợi, một cái là tất cả các thiết bị đều sử dụng một phần mềm duy nhất. Và một phần mềm đó mình có thể coi camera, mở khóa cửa từ xa, rồi mở rèm từ xa, tất cả mọi thứ trong nhà
để kể cả robot thuốc bụi, nhiều hãng điện máy giặt riêng nè, rồi tivi nè, rồi tất cả đều phải sử dụng phần mềm riêng hết, không có sử dụng phần mềm chung, nó không có thuận tiện. Khi mà người mở lần muốn coi camera phải mở phần mềm camera lên, muốn mở khóa phải mở phần mềm khóa lên, quá nhiều phần mềm trong điện thoại nên nhiều lúc khách hàng sẽ bị quên đi, là không biết cái phần mềm này là để sử dụng cái sản phẩm nào. Nhưng mà với cái sản phẩm của Fire System thì tất cả là trong một hết. Là một công ty về công nghệ, tuy nhiên Minh Phương nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng không thể nào phủ nhận được vai trò của con người trong cách điều hành và quản lý. Thế thì anh có thể chia sẻ với khán giả về cách quản lý nhân sự của anh không ạ? Thì tất nhiên là một công ty chuyên phân phối những cái sản phẩm công nghệ thì mình cũng phải áp dụng luôn cái công nghệ vào trong cái quản lý công ty mình, quản lý nhân sự. Thì để mà phát triển một công ty bền vững mạnh thì mình phải có rất là nhiều phòng ban, phòng giám đốc sản phẩm, rồi giám đốc kinh doanh, rồi phòng sale sĩ, rồi sale lẻ, rồi phòng chăm sóc khách hàng. Thì tất cả những cái phòng ban nó đều mang mục đích cuối cùng là đều mang tới cái sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng mình, cái sự chăm sóc tốt nhất cho khách hàng của mình. Thì khi mà hoàn tất cái chuyến đi 50 tiểu bang và sau đó mình về Việt Nam á, về Việt Nam là rất là nhiều vấn đề nó xảy ra, và vấn đề nặng nhất là nó vấn đề coronavirus nó bùng phát vào lúc đó luôn. Một công ty công nghệ thì lúc đó mình sẽ chuyển hướng kinh doanh theo chuyển hướng quản lý nhân sự theo phương khác, là tất cả nhân viên đều ở nhà làm việc, rồi quản lý toàn bộ qua phần mềm hết. Đây là những cái thời gian thời điểm khó khăn nhất. Có thể thấy được cái tần suất làm việc khá là bận rộn của anh Lê Sa qua những chia sẻ vừa rồi. Thế thì không biết làm thế nào anh có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống? Thì theo mình thì lúc mình làm việc thì làm việc hết mình, và lúc mình chơi hết mình. Và thời gian mình dành cho một ngày nó giống như là mình cảm thấy nó không còn đủ cho mình. Mỗi buổi sáng là mình phải thức dậy lúc 5 giờ rưỡi. Dạ. Thì vừa tập xe, rồi tập mây thái. Dạ. Thì chia ra 2, 4, 6, 3, 5, 7. 8 giờ về thì sẽ có cô dạy tiếng Trung và thầy dạy tiếng Anh. Tới thì định ngồi giao tiếp, nói chuyện. Có đôi thời gian thì mình sẽ gặp họp mặt đại hội mô tô hay là mặt các bạn bè trong mô tô đi xa hay gì đó. Mình cảm thấy rất là tiếc là hồi mà lúc còn nhỏ mình lãng phí rất là nhiều thời gian, mà tới bây giờ mình cảm thấy là cái thời gian nó rất là quan trọng với mình như thế nào. Dạ vâng, có thể thấy là không chỉ quyết liệt trong công việc và luôn luôn không cho bản thân mình đứng yên. Thấy anh luôn luôn tạo ra những cái hoạt động cũng như là những cái sự học hỏi mà anh vừa chia sẻ với chương trình. Mà bên cạnh đó mình vẫn còn thấy anh rất là quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình. Đó cũng là một cách để mình cân bằng áp lực giữa công việc và cuộc sống, đúng không ạ? Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì anh có một lời chia sẻ nào dành tặng đến quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn khán giả trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nội thất, đặc biệt là nội thất thông minh hay không ạ? Để mà kinh doanh một cái sản phẩm hay đi theo một cái ngành nghề công nghệ, các bạn phải tìm hiểu nó liên tục. Tại vì công nghệ luôn thay đổi mà. Dạ. Nếu mà các bạn chỉ cần chậm khoảng 3 tháng thôi là các bạn làm theo kinh doanh những cái sản phẩm công nghệ thì các bạn phải luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Và cái tính nhân văn của cái sản phẩm này mình cũng niềm mơ ước. Và mình cũng muốn là các bạn cũng đi theo và đưa cái sản phẩm, những cái công nghệ của nước ngoài về cho người Việt Nam mình và để sử dụng, và làm cho người Việt của mình không có bị lạc hậu so với những cái sản phẩm công nghệ hiện tại bây giờ. Cảm ơn anh Lê Sa rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và Minh Phương hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về lĩnh vực mà công ty Lê Sa Digital đã và đang theo đuổi. Và một lần nữa cảm ơn anh. Cảm ơn. Hy vọng sẽ có cơ hội được trò chuyện với anh trong những lần tiếp theo của chương trình. Và Minh Phương hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về Lê Sa Digital, cũng như là người đứng đầu đã lèo lái Lê Sa Digital được có những thành công nhất định trên thị trường Việt Nam ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng xin phép được khép lại. Minh Phương xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin chào.